Đừng đi. Ba, mẹ, đừng đi. Biểu hiện của Phạm Thư Thần quá mạnh mẽ, đến mức tôi quên rằng thật ra anh ấy cũng giống mình, có một tuổi thơ không may mắn. Bọn mình đều là những người lớn lên giữa cô đơn. Anh ấy muốn bù đắp lại tuổi thơ cho mình. Phải là bọn mình cùng cố gắng bù đắp lại những gì thiếu sót trong quá khứ mới phải. Tên Hà Huy này cũng chu đáo ghê.